Ở trong ví dụ 3 thì đề bài yêu cầu chúng ta chứng minh là cái tích của một cái ma trận A bất kỳ với cái ma trận chuyển vị của nó sẽ là một ma trận vuông và là ma trận đối xứng. Thì trong trường này chúng ta đi chúng ta giả sử cái ma trận A là một cái ma trận mà cấp m nhân n. Thì khi này ma trận chuyển vị của nó làm sẽ phải là một cái ma trận cấp n nhân m. Và ma trận A mà nhân với ma trận chuyển vị, tức là ma trận cấp m nhân n mà nhân với một cái ma trận cấp n nhân m, thì sẽ thu được ma trận A nhân A phẩy, nó là một cái ma trận vuông cấp m. Và thêm nữa thì khi mà chúng ta lấy chuyển vị của một cái ma trận tích, thì lúc này nó sẽ bằng tích của các ma trận nó sẽ bằng tích của các ma trận chuyển vị của các ma trận đó, nhưng phải nhân theo cái thứ tự ngược lại. Và lúc này nó sẽ là bằng chuyển vị của cái ma trận A phẩy mà nhân với chuyển vị của ma trận A. Mà chuyển vị của ma trận A phẩy thì nó chính là bằng ma trận A. Nên cho nên là chuyển vị của cái tích này thì nó chính là bằng chính cái ma trận tích đó. Nên cho nên khi này chúng ta thể kết luận được là A phẩy nó cũng là một cái ma trận vuông và đối xứng. Thì ở trong trường này thì chúng ta đã sử dụng cái tính chất đấy là chuyển vị của cái một tích của hai ma trận thì nó chính là bằng tích của các ma trận chuyển vị mà nhân theo cái thứ tự ngược lại. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến với cả cái ví dụ thứ tư. Thì trong cái ví dụ thứ tư thì người ta cho hai cái ma trận A nhân B bất kỳ, nhưng mà nó phải thỏa mãn đấy là A và B nó phải nhân được với nhau, tức là AB lúc này phải có nghĩa. Và người ta bắt chúng ta chứng minh rằng là nếu ma trận A mà có hai dòng tỷ lệ thì khi này A ma trận AB thì cũng có hai dòng tỷ lệ. Thì đây chúng ta cũng giải và chúng ta đi giả sử cái ma trận A mà nó cấp m nhân n. Và chúng ta cũng có để nhân được với ma trận B thì ma trận B phải là một ma trận cấp n nhân p. Và khi này thì ma trận tích AB lúc này nó là một ma trận m cấp m nhân p. Ma trận A mà nó có hai dòng y và j tỷ lệ với nhau. Đây chúng ta giả sử là a dòng j lúc này nó bằng k lần a dòng y. Hay nói khác là hai dòng này nó tỷ lệ với nhau theo cái tỷ số k này. Thì khi đó thì chúng ta có thể đưa ra được cái vector dòng y của ma trận A nhân B nó bằng a dòng AB tất cả dòng y, nó sẽ là bằng a dòng y mà nhân với cả ma trận B này. Tương tự chúng ta có được cái vector dòng j của ma trận A nhân B thì nó bằng AB tất cả dòng j và nó chính là bằng a dòng j và nhân B. Tuy nhiên thì chúng ta theo giả thiết đề bài thì chúng ta có được cái dòng y và dòng j nó tỷ lệ với nhau, cho nên là a dòng j nó sẽ bằng k lần a dòng y. Thì lúc này nó chính là bằng k mà nhân với cả a dòng y mà nhân B. Mà a dòng y nhân B thì chính là cái vector dòng y trong cái ma trận tích A nhân B. Và khi này chúng ta có thể biểu diễn được đấy là tích AB dòng dòng J thì chính bằng K lần cái vector dòng Y trong cái ma trận tích AB. Và do đó mà hai ma trận và do đó thì cái vector dòng Y và dòng J của hai ma trận AB thì nó cũng tỷ lệ với nhau.